Dạ bẩm ông, có anh Tuất thợ gạt xin vào. Thằng Tuất? Dạ. Nó mới dây tiền đây mà. Cứ cho nó vào. Dạ. Dạ, con chào ông, con chào bà. Dạ, làm mất mặt quá. Hôm trước con có mượn tiền của ông chưa có trả, nên hôm nay con tới trả tiền cho ông. Nhưng mà mấy hôm nay con bệnh quá, con không có đi làm được. Con xin ông, hôm nay con tới cửa nhà ông xin ông, ông rủ lòng thương, ông cho con khất lại. Còn Hiếu thì ở nhà nói vợ hay con tới. Tại sao phải tự đi? Lỡ có chuyện gì thì sao? Dạ. Nè, cầm ít đồng này, mua thuốc uống cho mau khỏe. Khi nào có dư thì mới trả lại, không cần phải gấp. Dạ, con đội ơn ông, con đội ơn bà. Ông ơi, cứu con ông ơi. Ủa, nghe nói chồng bị nạn phải không? Dạ, chồng con đi cấy ngoài đồng chẳng may bị sét đánh chết rồi ông bà ơi. Bây giờ nhà con không còn đồng nào để lo má chay. Con chẳng biết nhờ cậy ai hết nên bây giờ con mới qua nhà. Nhờ ông nhón tay làm phước. Chị cứ về đi, tôi sẽ qua liền. Dạ, nhà con sơ sài rách nát, ông tới làm chi? Ông có thương thì cho con dây vài đồng, con... Chị cứ về đi, tôi sẽ qua liền. Sẵn á, tôi ghé qua bên đó thăm một người bạn đang bị bệnh. À, mà thằng bé con của chị bị sao rồi? Dạ, cha nó chết rồi. Bây giờ con phải cho nó nghỉ học để hai mẹ con đi làm mướn mới mong đủ ăn. Nhưng con chỉ sợ mẹ quá con coi, rồi không có ai chịu mướn. Vậy chị qua làm cho tôi, còn thằng bé cứ để cho nó đi học, tôi sẽ chu cấp cho. Dạ dạ, con đội ơn ông, con đội ơn bà. Xin phép con về. Cứ ai tới ông cũng giúp như vậy. Rồi hả, ai có chuyện gì cũng tới chứ mà coi. Không có ghi sổ sách gì hết. Có ngày cái nhà này sạc nghiệp. Người ta khó lắm mới tới mình. Bộ bà tưởng người ta thích vay mượn lắm sao? Lúc túng cùng có nơi giờ cậy nó đỡ lắm. Mà mình là nơi người ta trông cậy được, bà không vui sao? Nè, lát ông qua bên ông cung lại thêm một mối đậm nữa đó. Bà nói vậy nghĩa là sao? Mấy bữa nay tôi lu bu quá, cho nên tôi cũng chưa qua thăm ảnh. Nghe nói đâu anh cũng không được khỏe. Mất mấy chuyến hàng buôn, ruộng vườn thì cầm bán hết rồi. Còn có căn nhà trơ trọi à, nợ đầm đìa. Ở đó mà khỏe mới là lạ đó. Tôi sợ kỳ này á, ổng không có qua nổi đó chứ đừng có nói. Tới nổi đó sao? Mà mình có giúp á thì cũng giúp có hạn thôi. Ông giúp cái nhà đó nhiều lắm rồi. Tôi á chỉ có mình Bính Cung là bạn. Lúc mà bạn hoạn nạn, nay không giúp á thì đợi tới chừng nào? Không có ông trả nợ giùm mấy chuyến hàng thì chắc cái nhà cũng không có mà ở. Mình giúp như vậy á là đủ quá rồi, còn giúp cái gì nữa. Nói xui rủi, ổng có mệnh hệ nào, không lẽ mình theo vợ con ổng mà đòi sao? Ổng trả còn không xong, trông mong gì tới mấy cái người đó. Để tôi thử qua bên đó coi sao. Có ai kiếm á thì nói là tôi đi công việc, chiều mới về. Ông khỏi dặn đi, riết rồi ai tới cái nhà này á cũng đòi gặp ông. Tôi mà không chặn bớt, có ngày cái nhà này sạch trơn không còn gì. Ông Phương, ông Phương kìa con, ông Phương. Anh Phương, ông Phương. Anh Phương, anh Phương ơi, cái ông Hương cả đập phá nhà đòi xiết nợ, anh cứu với. Anh Phương ơi. Đi con. Dạ, dạ, dạ. Phương dạ, 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 coi, mấy người cái gì vậy hả? Không phải là người ta đang bình nặng hay sao? Có chuyện gì vậy chị? Anh Phương giúp giùm vợ chồng tôi đi. Quan thường tới đòi tiền, chồng tôi thì bệnh nặng, người ta tới đập phá, đánh đập chồng tôi. Giúp giùm tôi đi anh Phương, tôi lại anh mà. Nợ thì trả đi chứ, cái gì mà cứ hẹn lợi hẹn lượt hoài vậy?
Tới đúng lúc rồi đó. Ông nói tụi tôi tính làm sao với ông bạn ông đây? Chết đến nơi rồi không nhả ra trả nợ à? Không lẽ để bọn này xuống Diêm Vương đòi? Mấy anh nói nhỏ nhỏ thôi, nợ bao nhiêu á thì tôi sẽ lãnh. Cứ để cho anh yên. Nếu mà ông lãnh á thì ông điểm chỉ vô giấy nợ đi. Được rồi, anh mang giấy nợ qua nhà của tôi sẽ ký. Và đừng bén bạn tới đây làm phiền bạn của tôi nữa. Ông nói thì ông nhớ đó. Về. Cảm ơn anh Phương nhiều. Cảm ơn anh. Mấy món nợ cũ trả chưa xong, này lại lãnh thêm nợ mới giúp tôi. Thôi, thôi được rồi, anh nằm xuống nghỉ đi. Tôi lo được. Tôi lo được mà, anh đừng có lo. Đội ơn anh Phương. Đám côn đồ đó tới lần nào cũng đập phá, hành hạ người ta. Anh ơi. Dạ. Tôi có số tiền này, chị cứ cầm lấy. Chị lo thuốc men cho ảnh đi. Có gì cần á, chị cứ qua tôi, đừng có ngại. Dạ. Thật sự anh cứ giúp hoài à. Vợ chồng tôi ngại quá. Nhưng mà thật sự vợ chồng tôi á không có chỗ dây. Nè, đội ơn anh. Chị đừng có làm như vậy, không có đáng đâu. Ông nghe gì chưa? Ông cung á, ông bị liệt luôn rồi, chắc không còn được bao lâu đâu. Sao tới nỗi đó? Tôi mới thăm ảnh mấy bữa trước mà. Nợ nần trả xong hết rồi. Bộ ông tưởng nhà đó chỉ có món nợ đó thôi sao? Miệng ăn núi lở. Mà hả, ngoài ông ra thấy có ai làm gì đâu. Mà dám chừng qua tới giờ á. Đó thấy chưa, tụi nó có sai đâu. Chị Cung, chị vô đây. Sao rồi? Dạ, tôi muốn gặp anh. Ủa vậy hả? Tôi nghe bệnh anh trở nặng, tôi tính sang thăm ảnh nè. Có chuyện gì vậy chị? Dạ, xin lỗi phiền tới anh. Tôi lén ổng qua đây để nói anh cho vay thêm ít tiền để trang trải vài ngày. Thật sự là bây giờ tôi không biết vay của ai hết đó. Chị qua tìm tôi là đúng, đừng có ngại. Lúc hoạn nạn mà có nhau mới là bạn bè. Đây, chị cầm lấy số tiền này về lo thuốc thang cho ảnh. Dạ, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi xin phép anh. Chị về đi. Dạ. Tới Phương nữa hả? Chứ mình nói tôi biết tìm ai, mà thật sự không biết tìm ai nữa hết, biết nhờ ai nữa giờ. Sao? Hỏi riết á, thấy cái mặt mình chai như đá. Nếu ai mà hỏi dây nợ mình như vậy á thì mình cũng tức chứ. Mà sao lúc nào anh cũng vui vẻ đưa ra, chưa bao giờ có thái độ thắc mắc hay là cái gì đó để mình phải ngại ngùng. Mình ơi, không lẽ ảnh là Bồ Tát sống giúp mình hả? Thôi, mình nằm xuống nghỉ đi. Từ từ thôi. Có chuyện gì vậy chị? Cứ nói đừng ngại. Dạ không anh ơi, cho
chồng của tôi. Anh đang hấp hối. Anh nói tôi qua mời anh. Anh đang hấp hối? Dạ. Đi. Con dạ. Mình ơi anh Phương tới rồi nè. Anh Cung à, anh thấy trong người sao rồi? Tôi sắp chết. Tôi mắc nợ số tiền của anh càng ngày càng nhiều. Tới nay thì tôi thật lòng không trả kịp. Phụ tấm lòng tử tế của anh, tôi là người bạn chẳng ra gì. Anh đừng có nói như vậy. Tiền là gạch, ngay là vàng. Tình nghĩa mới là quý. Tiền bạc có nghĩa lý gì? Anh đừng có nhắc tới nữa. Không. Sở dĩ tôi mời anh tới đây là vì món nợ của tôi làm tôi không nguôi lòng. Bây giờ tôi tính về. Cái nhà này coi như gán vô món nợ. Có văn khế ở đây, tôi viết sẵn đầy đủ. Mình ơi, cứ để tôi nói. Trước mắt nhà tôi nheo nhóc, con thơ vợ dài, em yếu, mẹ già bệnh tật, không ai biết làm ra tiền hết. Tình cảnh rất đáng lo. Vậy nên tôi mất đi, xin cho ở đỡ. Gia đạo tôi có việc gì, xin anh ra tay cứu giúp. Mình ơi. Sau này con tôi lớn, vực dậy được gia đình, tụi nó sẽ trả lại và không bao giờ quên ơn. Anh đừng có nói như vậy. Mẹ của anh cũng như mẹ tôi, còn con của anh cũng như con của tôi, khó khăn cỡ nào thì tôi cũng phải ráng lo. Nhưng mà thôi, anh nghỉ ngơi đi, ráng lo thuốc men cho hết bệnh, đừng lo nghĩ xa xôi. Anh không cầm. Tôi chết không nhắm mắt. Mình ơi, anh Phương ơi, tôi xin anh làm ơn cầm đi. Anh cầm đi. Mình ơi, coi. Mình ơi. Giờ tôi đi được rồi. Đa tạ bạn. Kiếp sau xin kết cỏ ngẫm dành tên ơn anh. Về rồi hả con? Dạ mẹ. Mà bác Phương có nhà không? Mà bác gái đưa hay là bác trai đưa? Dạ hai. Cái bà đó dễ gì mà lấy. Lần nào em qua hả, cũng mặt sưng mày xỉa, không có ông ở nhà là nói hết gạo à. Hiểm. Ý bác gái là sao? Là nhà mình không ai chịu đi làm, cứ qua mượn gạo hoài hả? Thì trước lúc anh Cung mất á, ảnh đã có nói nhà mình á không ai làm ra tiền rồi. Ổng bà cũng biết mà. Hồi đó anh hai á lo hết mình, nhưng mà không có ai biết làm. Chứ đâu phải là biết làm mà không làm đâu. Thôi cô đừng có nói như vậy. Người ta nói á, đồng tiền liền khúc ruột. Người ta móc ra ngoài người ta cũng xót chứ. Cho mượn gạo mà có cho mượn tiền không? Không có cho mượn tiền lấy gì mua đồ ăn? Không lẽ ăn cơm không? Dạ thưa nội, có một quan đây nội. Sẵn cho mượn á thì mượn nhiều nhiều luôn đi, chứ mượn có một quan à, mất công nay mai qua nữa. Bộ mấy người không đi vay nợ không biết cực lắm sao? Kỳ cục. Tôi nói rồi đó nha, lần này thôi đó, tôi nhất định là không cho ông cho người ta mượn nữa đâu. Bà nói ai vậy? Bên nhà anh Cung sao? Còn ai vô đây nữa?
Ông qua bển mà coi, nguyên một nhà ở chơi không à, không có ai làm gì hết trơn á. Tới lúc mà hết gạo thì lại chạy qua bên này mà hỏi, cứ làm như nhà mình là cái kho vậy đó. Bởi vì lúc anh mất, tôi cũng đã hứa. Mình hứa chứ tôi không có hứa. Mình giúp á thì giúp lúc nào thôi, phải tự thân mình làm mới là chính chứ. Cứ ngồi chờ lấy tiền người khác mà xài, bộ không có liêm sỉ sao? Mình đừng có nặng lời. Cũng bởi bạn của tôi lúc sống quá giỏi giang, kinh bang tế thế, bảo bọc cho cả gia đình, nên bây giờ chẳng ai biết làm gì hết. Không biết á thì làm ắt biết, làm biến ỷ lại. Mấy cái người đó không có đáng để cho mình giúp. Sao rồi con? Mà sao về tay không nữa rồi? Người ta nói bác Phương không có nhà. Vậy sao con không chờ một chút? Con chờ hoài, chờ hoài mà không thấy bác Phương về, con mới về á. Bây giờ không dây được gạo, lấy gì mà ăn đây? Hay là bây giờ con quay lại, con nói là con mượn gạo thôi, không có cần mượn tiền nữa cũng được. Đã nói là người ta nói bác Phương có nhà mà. Thôi mẹ qua đi, con không qua nữa đâu. Nè, ủa, lúc nãy con cô qua đây á, tôi có nói là ông nhà tôi đi ăn giỗ, không biết chừng nào mới về mà. Dạ, bây giờ chị có thể nào cho tôi mượn ít gạo nữa được không? Tôi nói rồi, mùa này thóc cao gạo kém, ai cũng khó khăn, chứ ai có dư đâu mà cho mượn hoài. Dạ, tôi cũng biết vậy, nhưng mà anh Phương hứa với chồng tôi á là giúp đỡ lúc khó khăn. Anh cũng giúp quá trời rồi. Lúc khó hay không khó gì thì ở bên bển cũng qua đây lúc mượn tiền, lúc mượn gạo. Mà tôi thấy còn khỏe mạnh, còn đủ tay, đủ chân. Người ta có giúp á, thì giúp cho lúc nào thôi. Chứ cứ ở không mà chờ giúp, cái đó không phải là giúp nữa đâu, mà người ta kêu là hả, là lợi dụng, là ăn bám đó. Chị nói quá rồi. Nếu như có ảnh ở nhà thì... Kỳ này mà ảnh có ở nhà thì ảnh cũng không có cho mượn nữa đâu. Nha, lo mà đi làm ăn đi nghe. Chị, không có gạo rồi chiều nay lấy gì nấu mẹ? Hay là cả nhà mình á, đi ra mấy đám ruộng người ta gặt rồi coi có còn lúa xót không hả? Trời, ngoài ruộng bùn xịn dơ lắm, còn nắng chang chang nữa, con không đi đâu? Không đi lấy gì mà ăn con? Mẹ con mình thì không sao, còn bà nữa. Con ráng cào có lúa mà ăn, chứ làm biến hả, miếng cháo cũng không có mà húp nữa. Dạ ông ơi, ông có chuyện gì? Dạ thưa ông, hồi nãy con qua nhà ông định trả tiền cho ông mà không có ông ở nhà, sẵn đây con gửi trả tiền cho ông. Ê, đâu cần phải gấp gáp như vậy, mà có tiền chưa mà trả. Dạ thưa ông, con cũng không dư giả gì,
Mấy hôm nay con hết bệnh rồi nên con đi làm có tiền. Giờ con trả cho ông để con còn dám giác mặt tới nhà ông. Cậu đâu cần phải khách khí như vậy. Thôi thì cứ đưa đây ta cầm lấy. Dạ. Anh coi như là số tiền này ta sẽ giữ giùm cho. Khi nào mà cậu cần nó thì cứ việc qua nhà ta mà lấy. Dạ, mà con chưa từng thấy ai rộng rãi như ông hết. Mà ông cẩn thận đó nha. Ông mà rộng rãi quá coi chừng người ta lợi dụng ông đó. Cậu nói cái gì vậy? Ai mà thèm lợi dụng tôi? Có chứ ông, như cả nhà ông Cung đó, lối xóm ai cũng nói tội cho ông Phương, tại vì ông rộng rãi quá, mà cả nhà kia không ai biết điều hết. Thôi, cậu đừng có nói như vậy. Người ta... Thiệt đó ông ơi, ai đời nguyên một nhà bao nhiêu con người ăn không rồi ngồi chơi, hãy cứ hết là qua nhà ông lấy gạo, nhưng mà không biết làm việc để kiếm tiền trả lại cho ông gì hết. Vậy không phải lợi dụng chứ là gì ông? Là bởi vì con biết ông coi bên đó như là người nhà của ông. Nhưng mà con nói thiệt á, ông giúp kiểu đó là ông hại người ta đó, riết rồi làm biến, ỷ lại. Mà sớm giềng ai cũng nói trơn á, chứ phải mình con nói đâu. Dạ con xin phép ông con đi. Cơm nào hết á? Sao con không rửa để nấu cơm, ra đây làm gì? Trời ơi, có chút xíu thóc mót được mà cũng hết trơn rồi. À mà mẹ, ngoài ruộng á không còn miếng thóc nào để mót nữa. Mình tính sao đây mẹ? Hay là bây giờ đi mót khoai? Có mấy đám khoai mới đào á, chắc là còn khoai sót. Thôi con không đi nữa đâu. Hôm đi mót lúa mẹ không thấy ai đi ngang cũng cười mình hả? Con mắc cỡ lắm. À mà mẹ, chắc bữa nay bác Phương về đó, mẹ qua coi thử coi. Có anh Phương nhà không anh? Dạ ông Phương đi dỗ chưa về. Ủa, sao đi ăn dỗ mà lâu quá vậy? Nghe nói ông còn đi chơi ở miền ngoài, chưa biết chừng nào về. Thôi chị về đi. Dạ cảm ơn anh. Đó, ông thấy chưa? Cứ nói ông vắng nhà là xong hết à. Nhưng bà làm như vậy á, kỳ lắm bà ơi. Kỳ gì mà kỳ? Tôi thấy không có gì kỳ hết trơn á. Tôi nói với ông rồi, ông cứ để đó đi, tôi giải quyết cho. Nhà nào chứ nhà đó tôi không có ngại đâu. Trời đất ơi, người ta không ngại thôi chứ mắc cái gì mà ông ngại. Nhưng gia đình họ đang gặp khó khăn, cho nên họ mới qua nhờ mình giúp. Giúp được cái gì thì mình cứ giúp. Nhưng mà giúp cái gì mà giúp hoài như vậy? Trời đất ơi, đâu phải của trên trời rơi xuống đâu mà ăn hoài không biết lỡ. Nhưng mà tôi với anh Cung là bạn, cho nên khi anh mất tôi đã hứa với anh rồi. Thôi đi, ông không cần phải bận tâm đâu. Mình giúp như vậy là quá nhiều rồi. Mọi chuyện sau này ông cứ để đó tôi lo cho. Gì hả mẹ? Sao vậy mẹ? Nhục nhã quá. Người ta đâu có đi đâu đâu con. Là sao mẹ? Ông ở nhà mà giả bộ nói là đi ăn dỗ, còn cho vợ ra xài xể làm nhục mình nữa. Sao mà vậy được? Ông hứa lo cho nhà mình mà, sao giờ lại trở mặt như vậy? Con người gì mà kỳ cục vậy? Cũng tại nhà mình qua mượn tiền họ nhiều quá. Thì tại ông hứa lo cho tụi con tới lớn nên mình mới qua chứ bộ. Không làm được thôi, hứa chi rồi giờ trở mặt. Thôi, mẹ cũng không ngờ là ông làm vậy với mình. Để ngày mai mẹ qua mẹ hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà giúp cái gì mà giúp hoài như vậy? Trời đất ơi, đâu phải của trên trời rơi xuống đâu mà ăn hoài không biết lỡ. Nhưng mà tôi với anh Cung là bạn, cho nên khi anh mất tôi đã hứa với anh rồi.
Thôi đi, ông không cần phải bận tâm đâu. Mình giúp như vậy là quá nhiều rồi. Mọi chuyện sau này á, ông cứ để đó tôi lo cho. Gì hả mẹ? Sao vậy mẹ? Nhục nhã quá. Người ta đâu có đi đâu đâu con. Làm sao mẹ? Ông ở nhà mà giả bộ nói là đi ăn dỗ, còn cho vợ ra xài xể làm nhục mình nữa. Sao mà vậy được? Ông hứa lo cho nhà mình mà, sao giờ lại trở mặt như vậy? Con người gì mà kỳ cục vậy? Cũng tại nhà mình qua mượn tiền họ nhiều quá. Thì tại ông hứa lo cho tụi con tới lớn nên mình mới qua chứ bộ. Không làm được thôi, hứa chi rồi giờ trở mặt. Thôi, mẹ cũng không ngờ là ông làm vậy với mình. Để ngày mai mẹ qua mẹ hỏi cho rõ ràng. Bữa nay là nhịn đói nữa hả mẹ? Có chuyện gì? Dạ, dạ may quá gặp anh ở đây. Mẹ con bà cháu tôi á, một tay nhờ anh, xin anh giúp qua đợt này đi. Bên tôi á, dạo này cũng túng thiếu lắm, cho nên chị chạy thử chỗ khác coi sao. Mẹ con tôi chịu ơn anh nhiều lắm, tôi không bao giờ quên ơn của anh đâu. Tôi biết là qua hỏi mượn nhiều như vậy là cũng phiền anh lắm chứ, nhưng mà tôi tin á, lời anh hứa với chồng tôi trước khi mất là giúp đỡ mẹ con tôi. Bây giờ gia đình tôi á, chỉ trông mong vào anh thôi. Vậy mà mấy hôm rồi anh ở nhà không muốn cho dai nên tránh mặt. Anh không cho tôi mượn tiền. Không lẽ những lời hứa với người khuất mặt khuất mày dễ nuốt như vậy sao anh Phương? Chị nói như vậy là sai rồi. Tôi cũng phải còn lo cho vợ con của tôi, chứ có đâu mà cứ chu cấp cho bên chị hoài được. Tôi cũng đang mắc nợ người ta rất là nhiều. Không khéo chắc là phải bán căn nhà bên chị. Hả? Bán căn nhà? Thôi tôi đi đây. Mẹ cũng không ngờ ông lại tồi tệ đến nỗi đó. Ông còn nói thẳng là ông muốn bán nhà nữa. Từ nay hết mong trông cậy vào đó rồi con ơi. Rồi bây giờ mình sống bằng gì mẹ? Không có nhà thì ra đường, ở đó mà lo ăn với sống cái gì. Có chuyện gì hai mẹ con thím cùng ngồi buồn vậy? Dạ, nhà con sắp ra đường rồi bác ơi. Sao lại ra đường? Anh Phương anh nói là anh muốn bán căn nhà này. Bác cũng biết là vợ chồng con gán nợ căn nhà này cho ảnh. Lâu nay ảnh hứa là ảnh cho ở không, không bao giờ bán. Với lại lo lắng cho mẹ con của con, mà chưa gì đã bộ nản rồi. Bây giờ không cho mượn nữa mà còn đòi bán nhà. Thím à, chắc là ông nói vậy thôi chứ không bán đâu. Ông là người tốt nhất xứ này, thím biết rồi mà. Thím đừng có lo nữa. Không đâu, dạo này ông khác lắm. Hồi đầu con qua mượn dễ dàng, bây giờ càng ngày càng khó. Có khi chầu chực lâu lắm mới được, rồi giả bộ trốn nói không có ở nhà nữa. Hứa giúp đỡ người ta mà thay lòng đổi dạ kiểu đó. Bây giờ người nhà con phải biết làm sao hả bác? Thói đời là vậy mà thím, đâu có mấy ai tốt hoài đâu. Bây giờ gì đi, mấy mẹ con bà cháu tìm việc để làm, tìm một cái nghề nào đó thích hợp mà làm, để tự nuôi bản thân mình. Đừng có trông chờ vào người khác nữa. Bác nghĩ coi, nhà con bây giờ một đồng cũng không có,
Nhà thì nhà của người ta, người ta đang tính bán. Đài mà nhà con không biết ở đâu. Bác nói bây giờ con phải làm gì? Chuyện nhà chuyện cửa, tới đâu tính tới đó. Bây giờ trước mắt cứ học cái nghề trước đi. À, hai mẹ con Thím biết dệt không? Không biết á, học rồi sẽ biết. Nhưng mà bây giờ vốn liếng đâu mà để mua khung cửi, lấy cái gì để chi tiêu trong nhà, đợi tới lúc có giải đem ra chợ bán. Thật tình là con tính không ra bác ơi. Bây giờ vậy, tôi cũng không giàu có gì ở xứ này, Thím biết rồi đó. Nhưng mà thấy hoàn cảnh gia đình của Thím, thấy cũng tội. Cứ nhờ giả dựa dẫm người ta hoài cũng kỳ lắm Thím. Chỉ có cách á, trong tay của mình có chắc một cái nghề, biết lèo lái, biết đưa con thuyền mình vượt qua sóng lớn. Nhà tôi đã ba đời làm nghề dệt. Nếu như Thím chịu, tôi sẽ truyền nghề cho. Vốn liếng ban đầu tôi sẽ giúp, cứ từ từ rồi trả. Mẹ con Thím thấy sao? Thím nè, chiều nay người ta sẽ đem đồ tới cho Thím đó. Bác làm con bất ngờ quá. Không ngờ bác lại rốt ráo như vậy. Sao không kêu con qua khiên về? Đâu có gì đâu Thím, chuyện nhỏ mà. Nhưng mà tôi nói trước nha, cái nghề dệt vải nhiều công đoạn lắm. Nào là luồn sợi, kéo tơ, rồi dệt vải, nhiều công đoạn lắm. Nhưng làm riết rồi quen, không khó đâu Thím. Vậy còn tơ? Tôi dặn rồi, chiều nay người ta sẽ đem tới. Còn tiền á thì tôi trả trước rồi. Sao bác tốt với mẹ con quá vậy? Thì tôi nói rồi, định là nghỉ sớm mà. Tôi thấy gia đình Thím đông người quá, mà không một ai có nghề gì hết. Cuộc sống thì quá bấp bênh, nên tôi không đành Thím mà. Dạ, bác là người ngoài mà còn nghĩ như vậy được. Ai đâu như bạn bè, thấy chết mà không cứu. Kìa Thím, nhưng mà sắp tới á, mình cứ làm tốt công việc của mình đi. Tới khi có giải mang ra chợ bán á, Thím sẽ thấy vui hơn. Dạ, con cũng mong như vậy. Tới lúc đó con sẽ có tiền chuộc lại nhà, và khỏi phải mang ơn nghĩa của ai nữa. Tiền hàng đợt đầu tiên của Thím nè. Sao, lần đầu tiên cầm tiền của mình tự làm ra, Thím thấy thế nào? Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Mẹ con, cả nhà con được sống rồi. Cảm ơn bác, cảm ơn bác. Lần sau Thím mang hàng ra chợ bán nha, biết đâu bán được nhiều tiền hơn. Cứ vậy đi, càng làm nghề càng tinh, sẽ không bao lâu nữa lụa của hai mẹ con Thím á sẽ nổi tiếng nhất vùng này. Dạ, cảm ơn bác. Sắp giải này thật ra là mẹ con tôi mới học của bác cả, tài nghề mới học cho nên chưa đẹp lắm. Có gì chị mua giúp giùm tôi, hạ giá cũng được. Mới làm mà đã được như vậy là tốt lắm rồi, thiệt là sắc sảo. Chị nói thiệt hả chị? Tôi chỉ sợ chị không mua giùm tôi. Tôi sẽ mua cho chị hết, trả bằng giá người khác nha. Có bao nhiêu á cứ đem hết ra đây tôi mua cho. Dạ, tôi cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Khỏi phải cảm ơn, sau này có tiếng đừng có quên hàng tôi là được rồi. Dạ, tôi đâu nào dám. Tôi cảm ơn chị. Dạ. Về đi con. Thưa con đi. Về con. Dạ. Mình có tiền mua đồ ăn rồi, mua rau tươi đi. Lắm Thím hai ơi. Thím hai nữa nha. Bầu ngon dạ. Quá, bán cho tôi 2 trái bầu đi. À, bầu tươi lắm. À, 2 trái hả con? Rồi, cảm ơn anh. À, okay. Nè con, lấy cho tôi 2 trái bầu đi. Dạ, dạ. À, đây. Dạ. Gửi tiền anh nè. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. 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 Mua bông đi cô ơi. Dạ không anh. Mẹ cũng không ngờ người ta chịu mua liền vậy. Bây giờ ổn rồi, khỏi phiền bác cả, giúp mình mang đi bán. Người ta thích lụa của mình á, mẹ thấy không? Thấy người ta khen con cũng vui nữa. Phải,
biết dậy làm sớm sớm, khỏi dậy mượn lung tung. Nghĩ lại cái thời chầu chực nhà người ta mà ức. Dạ, chào bác gái, chào cô. Dạ. Có phải cô và bác gái vừa mới đi bán lụa về? À, cậu là... Con là con trai của bạn bác cả. Bác cả nói là khi nào con rảnh thì tạt qua nhà xem khung dệt. Có cái gì cần sửa thì sửa cho cô và bác. Thì ra cậu là con trai của xưởng dệt Vạn Phúc. Dạ đúng à. Con trai của xưởng dệt mà lại đi sửa khung hả? Dạ thưa, cha mẹ con nói muốn làm chủ thì phải làm thợ trước, phải biết từ việc nhỏ thì mới lên làm việc lớn được ạ. Ừ, cũng được, hay lắm. Vậy thì hôm nào con qua đi, có một số thứ bác cần con giúp. Dạ. Dạ, xin phép bác, xin phép cô, con đi trước ạ. Ừ. Được quá, già ta đổi đời rồi, hết chuyện vui này tới chuyện vui khác, hỷ sự lâm môn. Dạ. Chào chị, dạo này chị có khỏe không? Tôi khỏe, anh đâu có quan tâm mà hỏi. À, tôi chỉ muốn nói là cái nhà mẹ con tôi đang ở, mẹ con tôi đang dành dụm tiền, chúng tôi sẽ chuộc lại. Cũng sắp đủ rồi, anh thư thả giùm mẹ con tôi nha. Hy vọng là anh còn chút tình với người khuất mặt, không cạn tình đến mức anh đòi lén lút bán. Bây giờ thì tôi cũng đã trả bớt một phần nợ nên không có gấp lắm. Nhưng nếu chị trả cho tôi sớm thì tôi cảm ơn. Anh yên tâm đi, cái căn nhà này là do chồng tôi tạo dựng, cho nên tôi sẽ chính tay của mình lấy lại, chứ không để người khác lấy đâu. Vậy thì tốt quá, chào chị. Chưa từng thấy ai trở mặt lẹ như vậy. Bạn bè nổi gì. Mẹ, lúc này hút hàng, cô chủ tự động tăng giá, con khỏi cần hỏi. Ừ. Từ ngày bị lão Phương quay mặt, không hiểu sao mình làm ăn liên tục gặp mai. Hết bác cả, tới bà hàng này, toàn là người hảo tâm không, hết lòng giúp đỡ mình. Mẹ, mẹ nhắm mình sắp chuộc lại nhà được chưa? Mẹ muốn mở xưởng, mướn thợ, bung ra làm lớn cho chắc, rồi sau đó chuộc nhà sao? Cũng phải, còn phải lo thuốc men cho bà nữa. Còn phải gả con nữa chứ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mẹ thấy nhẹ cả người. Không biết sao tự nhiên mình có tiền, trang trải biết bao nhiêu thứ. Không có tiền đi dây người ta, thấy nhục gì đâu. Con cũng thấy vậy á. Những lúc nhà không có tiền, bà bệnh mà không có tiền mua thuốc, chuyện gì cũng phải đi dây mượn người ta hết á. À mẹ, sao con không thấy bác Phương qua đòi nhà? Cũng lạ ha. Chắc hồi trước mình dây mượn hoài, nên họ sợ mình bán ăn, nên đánh tiếng hù vậy thôi. Bây giờ mình làm ăn có tiền, khấm khá rồi, nên người ta không bán nữa. Bởi vậy mới biết lòng dạ người ta. Đã lâm vào nghịch cảnh, còn đổ dầu vô lửa, làm cho người ta rối thêm. Dạ bác gái, mấy khung dệt con sửa xong hết rồi ạ. Ừ, vậy thì tốt quá. À, sẵn đây á, bác định nói với con, sắp tới bác mở thêm xưởng, đồ lề nhiều lắm, con chuẩn bị nha. Dạ, chuyện đó thì bác không cần phải lo, chỉ cần bác nói bác cần gì thì con sẽ đảm bảo phần đó cho bác. Ừ, vậy thì tốt quá. Dạ, sẵn đây, con có chuyện này cũng lâu lắm rồi mà con muốn nói với bác. Dạ, con xin phép bác là cho con với con gái bác được kết tóc trăm năm mà. Con mong bác chấp thuận cho chúng con. Mời chị uống nước, lâu lắm rồi mới thấy chị sang đây chơi. Tôi không rảnh, để qua ngồi uống trà. Đây là số tiền căn nhà bên tôi tính theo thời giá, tôi trả lại anh.
anh trả lại khế ước cho tôi, coi như là mình dứt nợ. Nghe nói là Sự Dịch bây giờ làm ăn phát đạt, lùa đẹp đức tiếng. Chị với cháu thật là giỏi giang. Cũng nhờ anh hồi đó coi thường, nghĩ mẹ con tôi không làm nên chuyện, suốt cuộc đời qua bòn rút tiền của anh, cho nên là mẹ con tôi phải ráng thôi. Thế chị với cháu có thể tự lực cánh sinh, tôi cũng mừng. Mà anh Cung ở dưới suối vàng chắc cũng mừng lắm. Đương nhiên là anh phải mừng rồi. Hết thấy cái cảnh chầu giật rình rập mượn tiền. Thôi khỏi nói nhiều, anh đưa khế ước ra đây. Tôi còn nghe nói là chị cũng sắp gả cháu. Tôi cũng chúc mừng cho cháu. Cảm ơn. Chính vì sắp gả con gái đi lấy chồng, cho nên tôi không muốn gả con gái của mình trong nhà của người khác, càng không có muốn cái cảnh đang đám cưới vui vẻ mà có người tới xiết nhà. Bây giờ cũng đã dư ăn dư mặc, tôi mong chị được thư thái, bỏ qua hết mọi thứ nặng nề. Nếu tôi có làm cho chị buồn á, tôi mong chị bỏ qua cho. Tôi xin lỗi anh, nhưng mà chắc cái đó là hơi khó. Cả đời của tôi sẽ không bao giờ quên cái cảnh mà tôi nhục nhã đứng trước cửa nhà của anh. Từ nay tôi và anh dứt nợ, không cần nhìn mặt nhau nữa. Đeo xong rồi. Con gái mày đẹp quá. Biết là nhà trai sẽ mang qua cho con rồi đó, nhưng mà con phải chân diện lên, không để người ta nói là mình thua kém. Con thấy mẹ đặt tới mấy chục mâm giết heo gà vịt quá chừng, trong khi nhà mình có mấy người quen họ hàng gì đâu. Con không biết gì hết. Đời người chỉ có một lần, mẹ làm vậy cho thiên hạ thấy, lấy lại uy thế lúc cha con còn sống. Vậy mẹ có mời bác Phương không? Thôi, mời làm gì con người bạc bẽo đó. Đám cưới của con phải vui, mẹ không muốn nhắc tới quá khứ đau buồn tủi nhục đó. Ủa, bác cả. Chào thím. Dạ, thưa bác, con định qua nhà bác. Nghe nói dạo này lùa bên đó làm ra không đủ bán hả thím? Dạ, cũng nhờ phúc của bác, nhưng mà con kiếm bác không phải chuyện đó. Vài bữa nữa con gả con của con nhờ bác đứng ra làm chủ hôn nha bác. Tôi? Dạ, thì bác làm là đúng nhất, với lại bác lớn tuổi nhất sớm, bác là ân nhân của nhà con gái của con và con rể của con cũng muốn được như vậy. Nhưng nếu mà bác không làm chủ hôn cho hai đứa nó thì tụi nó sẽ buồn đó. Thím à, tôi thấy có một người thay mặt cha tụi nhỏ đúng hơn tôi đó. Còn ai xứng đáng hơn nữa hả bác? Có chứ thím, là bạn thân của chồng thím, cũng là ân nhân một thời, anh Phương đó. Tưởng ai. Thôi bác ơi, con không muốn nhìn cái người con người bạc bẽo đó. Con chuột được cái nhà xong là nhẹ cả người rồi, coi như từ nay đoạn tuyệt tình cảm, bác nhắc tới làm gì. Giả lại con cũng không muốn người đó tới rồi phải giả lả đâu. Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói ra mọi chuyện, chứ để thím hiểu lầm kiểu này tôi thấy không phải chút nào. Ai đời ân nhân mà bị coi như kẻ thù vậy. Hôm đó bác cứ tới làm chủ hôn là được, để cho chị được vui vẻ. Chuyện gì tới nó sẽ tới, bác đừng có lo. Như vậy chẳng lẽ ngày vui của con bé anh cũng không có mặt à? Còn anh Cung, bạn của anh thì sao? Người sống không hay, chứ người khuất mặt biết hết á. Chỉ cần anh biết là được rồi. Mình làm ơn cho người ta, đâu cần mình phải bắt người ta trả ơn cho mình. Tôi cảm thấy thoải mái trong lòng là được bác à. Vậy rồi nhất định anh không tới à? Nè, một chút nữa con phụ bà tiếp khách nghe chưa? Dạ. Khách đông lắm đó, đừng có để người ta cười. Dạ. Khách tới kìa. Chúc mừng hai con. Chúc mừng chị. Dạ chào chị. Chúc mừng anh chị. Dạ cảm ơn bác. Mời bác vô trong. Chào chú. Dạ cũng chào chú. Chúc mừng gia đình nghe. Dạ cảm ơn. Dạ, bác. Chào bác. Chào chị. Hôm nay nhìn chị vui quá, đã sang trọng mà ra dáng bà chủ nữa.
tôi được vậy cũng nhờ anh trở mặt đó. Tôi nhớ bữa nay tôi đâu có mời anh, sao anh lại tới đây? Kìa thím, hôm nay là ngày vui, bác đừng có cản. Cứ để cho chị xả hết buồn bực ở trong lòng đi. Biết ngày vui của người, có mặt mình làm mất vui, vậy sao anh còn tới? Tôi cứ nghĩ là anh quên mẹ con tôi lâu lắm rồi chứ. Nếu không nhờ bác cả đây thì chắc gia đình tôi chết bờ chết bụi lâu rồi, đâu còn sống trên đời này để anh chiếu cố mà bước chân tới đây đâu. Thím Cung, không phải vậy đâu thím. Tôi tới đây là để chia vui với người bạn khuất mặt khuất mày của tôi, người mà tôi coi như là anh em ruột thịt của mình. Anh coi chồng tôi như ruột thịt, có ruột thịt nào mà đối xử tàn tệ như vậy không? Thím Cung, không phải vậy đâu thím. Thím hiểu lầm rồi. Anh Phương đây thật sự là ân nhân của thím đó. Thím ấy cầm tiền do mình làm ra mà rớt nước mắt, nhưng tôi cũng nói lần sau thím hãy tự đi mà bán, tôi chỉ giúp tới đó thôi. À, tôi thấy hai mẹ con thím ấy cũng nhanh tay lắm, chắc là sẽ mau hoàn vốn. Tới khi đó tôi sẽ đưa lại cho anh. Chỉ cần hai mẹ con chỉ chịu làm, tự sống được, tiền bạc á không phải là vấn đề. Cảm ơn bác đã vì tôi mà ra tay giúp đỡ họ. Cứ chỉ họ ra ngoài đó bán, tôi đã dặn ở ngoài đó thu mua lại hết rồi. Tôi mua hết. Tôi chỉ có đà công, người giúp mới là anh. Nhà họ đúng là có người bạn già, giúp người không giúp gì bằng, bằng giúp người ta đứng được từ đôi chân của mình, thấy vui vẻ tự tin mà sống. Nhà họ giống như là hồi sinh vậy. Bác quá khen rồi, nhưng mà tôi cũng vui mừng lắm. Cảm ơn bác nhiều. Có cái tôi thấy thím Cung hình như là có vẻ trách lòng anh. Hay lúc nào đó để tôi nói người giúp vốn giúp nghề cho mẹ con thím chính là anh. Chuyện đó không có quan trọng, cứ để mẹ con chị cứng nghề rồi mình nói sau cũng không muộn. À, tôi còn quên chưa nói với bác chuyện này. Tôi có quen biết một người con trai, con của một ông chủ xưởng lụa Vạn Phước. Tôi muốn mai mối cho con gái lớn của nhà họ Cung. À, bác nói giúp giùm cho tôi một tiếng, nhưng mà đừng có nói là do tôi. Tất cả những vốn liếng mà tôi đã giúp thím, kể cả công lao bài vẽ của tôi nữa, đều là do anh Phương đưa ra. Kể cả những mối mua hàng cho thím cũng là anh Phương sắp đặt. Đến cả chàng đại quý của thím hôm nay cũng là con trai của bạn ảnh đó. Thím à, tôi chỉ là người đưa giúp làm giúp. Anh Phương ảnh đâu có cho tôi nói ra đâu thím. Không có mặt mũi nào lại dám đến đây. Hôm nay tôi đường đột tới đây để nói với anh một lời xin lỗi. Tôi với anh Cung là chỗ thân tình, chị không nên nói những lời khách sáo như vậy. Cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình tôi. Nếu không có anh âm thầm giúp đỡ, không biết gia đình tôi sẽ ra sao. Vậy mà tôi lấy quán trả ơn, miệt thị anh hết lời. Tôi quả là một người hồ đồ. Tôi xin anh tha lỗi. Chị Cung, chị đừng làm như vậy mà. Chị đứng lên đi. Chị Cung à, chị đừng làm như vậy. Đó là những việc tôi đáng phải làm mà. Không biết thì không có lỗi. Tôi cũng xin lỗi là đã giấu chị trong thời gian qua. Nghĩa kim bằng, bằng tiện chi giao, mạng khả dông. Tôi với anh Cung là bạn bè thân giao từ thuở còn cơ hàn. Tôi xin chị đừng có nặng lòng như vậy. Tôi đổi ơn anh, tôi đổi ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình tôi.